Xin kính chào quý vị. Chúng tôi là Ban tin tức và thời sự từ hệ thống truyền hình VBS. Mời quý vị đến với phần tin tức và thời sự ngày hôm nay, ngày thứ Sáu cuối tuần. Kính thưa quý vị, sau một tuần rất là căng thẳng, khó khăn cho tất cả mọi người, mong quý vị giữ vững tinh thần. Hôm nay chúng tôi xin được mở đầu với phần tin Hoa Kỳ, có các tin chính như sau. Iran phản công, đẩy toàn bộ chiến hạm Mỹ rơi vào nguy hiểm. Giá dầu có thể xuống âm 100 Mỹ kim. Mỹ yêu cầu Trung Quốc cho thanh tra phòng thí nghiệm. Tác hại của virus corona không chỉ ở phổi. Bản tin đầu tiên từ Iran. Iran phản công, đẩy toàn bộ chiến hạm Mỹ rơi vào vùng nguy hiểm. Tướng Hossein Salami, tư lệnh vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, vừa ra đòn phản công với mệnh lệnh chưa từng có của mình. Đó là tiêu diệt toàn bộ chiến hạm Mỹ. Theo đó, tư lệnh vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, viết tắt là IRGC, vừa ra tuyên bố nóng rằng toàn bộ các chiến hạm Mỹ sẽ bị tiêu diệt thẳng tay nếu họ đe dọa hay tấn công bất cứ tàu quân sự hay tàu dân sự của Iran ở Vịnh Persis. Tuyên bố trên truyền hình, tướng Hossein Salami phản ứng đanh thép với tuyên bố được cho là chưa từng có. Đối với Tổng thống Donald Trump, khi ông khẳng định bất cứ hành động gây hấn nào của Mỹ sẽ bị đáp trả không khoan nhượng. An ninh trên vịnh Persis là một phần trong những ưu tiên chiến lược của Iran, tướng Salami nhấn mạnh. Trước đó, thì Ngoại trưởng Iran Javad Zarif bình luận trên Twitter cá nhân của mình rằng các lực lượng Mỹ đã khiêu khích các thủy thủ Iran tại vịnh Persis, nơi mà họ chẳng có liên quan gì và cách sân nhà tới hơn 7.000 dặm, tức là hơn 11.200 km. Trên trang Twitter của mình, người đứng đầu ngành ngoại giao Iran kêu gọi Tổng thống Trump nên tập trung vào các vấn đề nội tại của mình trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang bùng nổ, thay vì sa lầy vào các mối hiểm họa ở vùng vịnh. Iran bày tỏ sự quan ngại sâu sắc đối với sự hiện diện của Mỹ ở khu vực, cáo buộc đó là phi pháp và là dấu hiệu rõ rệt trong việc gia tăng lực lượng. Tuyên bố của hai người đứng đầu ngành ngoại giao và quốc phòng Iran được cho là đòn phản công mới nhất trên Tehran, trên mặt trận thông tin. Những căng thẳng đột biến gần đây diễn ra sau khi Hải quân Mỹ cáo buộc các lực lượng vũ trang Iran đã có hành động tiếp cận nguy hiểm và đe dọa các tàu chiến cỡ lớn của Mỹ trong khi đang tập trận. Mỹ đã liên tục tiến hành các cuộc tập trận quân sự tại vùng vịnh kể từ tháng 3 tới nay, với sự tham gia của tàu đổ bộ tấn công USS Tatan cùng nhóm tác chiến của mình. Nhóm tàu này đã tiến vào vùng biển gần Iran hồi đầu tháng 4. Tổng thống Donald Trump hôm qua tuyên bố ông đã trực tiếp ra lệnh cho Hải quân Mỹ được phép tấn công và phá hủy bất cứ tàu chiến nào của Iran tiếp cận và khiêu khích các tàu quân sự Mỹ trên biển. Và thưa quý vị, giá dầu trên thế giới có thể xuống âm 100 Mỹ kim. Thế giới có nguy cơ hết chỗ chứa dầu vào cuối tháng 5, trong khi giao dịch dầu thô không có giá sàn có thể đẩy giá chìm sâu xuống vùng âm. Đây là điều chưa từng xảy ra trước đây và thị trường mới chỉ bắt đầu đoán xem điều đó có nghĩa là gì. Các chuyên gia cho rằng có thể chỉ trong vài tuần tới, thế giới sẽ không còn chỗ chứa dầu. Hệ quả là giá vàng đen tại nhiều nơi được dự báo sẽ về zero, thậm chí xuống mức âm. Đặc biệt là ở Mỹ. Ông Florian Thayer, một chuyên gia của OIS, một công ty nghiên cứu dữ liệu gửi về từ vệ tinh cho biết. Dữ liệu từ vệ tinh Sentinel-1 cho thấy cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6, cả thế giới sẽ rơi vào tình trạng hết chỗ chứa dầu. Chúng tôi phải chuyển sang chiến lược kiểm soát khủng hoảng theo từng ngày. Ông Paul Sankey, chuyên gia về dầu hỏa, từng cảnh báo chính xác về mức âm của giá dầu trong tháng 3 và giờ ông lại đưa ra dự báo bi quan hơn. Ông nói, liệu chúng ta có thấy giá dầu âm 100 Mỹ kim mỗi thùng trong tháng tới hay không? Điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Liên quan đến dịch bệnh từ virus corona,
Người anh cả của Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã chết vì nhiễm bệnh. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ, hôm thứ Năm đưa tin người anh cả của bà đã tử vong vì coronavirus hồi đầu tuần này. Bà Warren nói, anh trai lớn nhất của tôi, Don Reed, đã chết vì coronavirus vào tối ngày thứ Ba. Anh Don Reed gia nhập không quân vào lúc 19 tuổi và đã dành sự nghiệp của mình trong quân đội, bao gồm 5 năm rưỡi chiến đấu ở Việt Nam. Anh ấy rất quyến rũ và hài hước, một nhà lãnh đạo tự nhiên. Trong hai tweet tiếp theo, Thượng nghị sĩ Warren cho biết anh trai của bà đặc biệt vì nụ cười và bà Warren đã cảm ơn những người đã chăm sóc anh mình. Vẫn liên quan đến coronavirus, Mỹ yêu cầu Trung Quốc cho thanh tra phòng thí nghiệm. Ngoại trưởng Pompeo hôm 22 tháng 4 hối thúc Trung Quốc cho phép thanh sát viên đến các phòng thí nghiệm bí mật, bày tỏ lo ngại về độ an toàn của chúng trong COVID-19. Ngoại trưởng Mike Pompeo đã nói trong cuộc họp báo vào ngày 22 tháng 4 tại Bộ Ngoại giao ở Mỹ như sau. Những phòng thí nghiệm này vẫn mở cửa tại Trung Quốc. Chúng có thể chứa các mầm bệnh phức tạp đang được nghiên cứu. Không chỉ có mũi vị virus học Vũ Hán, điều quan trọng là các vật liệu đó phải được thực hiện an toàn và bảo đảm để không xảy ra phát tán do tai nạn. Ông Pompeo nêu ví dụ về hoạt động thanh sát các cơ sở hạt nhân trên thế giới nhằm bảo đảm an toàn. Ngoại trưởng Mỹ cũng nói không loại trừ khả năng nCoV rò rỉ từ phòng thí nghiệm tại thành phố Vũ Hán, một giả thuyết chính quyền Trung Quốc liên tục bác bỏ. Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ lo ngại việc Trung Quốc không chia sẻ thông tin về nCoV. Chúng tôi vẫn chưa có mẫu virus. Thế giới cũng vẫn không được Trung Quốc cho tiếp cận các cơ sở hoặc các địa điểm khác có thể là nơi khởi phát của nó tại Vũ Hán, ông Pompeo nói. Và kính thưa quý vị, các cuộc nghiên cứu mới đã cho thấy tác hại của virus corona không chỉ ở phổi. Giữa lúc virus corona lây lan trên toàn thành phố New York vào cuối tháng 3, bác sĩ tại bệnh viện Mount Sinai nhận thấy có điều lạ trong máu của bệnh nhân. Dấu hiệu máu đặc lại và những cục máu đông trong những bộ phận của cơ thể được bác sĩ các chuyên ngành khác nhau phát hiện. Điều này có thể trở thành một trong những cách đáng báo động mà virus tàn phá cơ thể con người. Khi bác sĩ ở đây và những nơi khác bắt đầu nhận ra. Tại bệnh viện Mount Sinai, các bác sĩ về thận nhận thấy đường lọc máu trong thận bị nghẽn. Bác sĩ về phổi khi theo dõi bệnh nhân COVID-19 thở bằng máy có thể thấy một phần phổi không có máu một cách lạ lùng. Bác sĩ giải phẫu thần kinh thấy nhiều bệnh nhân bị tai biến mạch máu não vì cục máu đông ở tuổi của nạn nhân trẻ hơn, với ít nhất một nửa xét nghiệm dương tính với virus. Trong một cuộc phỏng vấn, bác sĩ giải phẫu thần kinh Jay Markle, ông nói, một số bác sĩ nghĩ COVID-19 gây nhiều bệnh hơn là chỉ có bệnh ở phổi. Trong một số trường hợp, bác sĩ Markle cho rằng tai biến mạch máu não là triệu chứng đầu tiên của bệnh nhân COVID-19 ở người trẻ. Vào lúc các bác sĩ chuyên ngành khác nhau nêu nhận xét của họ, các bác sĩ đưa ra một lối chữa trị mới. Bệnh nhân bây giờ được nhận thuốc loãng máu liều lượng cao ngay cả trước khi có bằng chứng máu đóng cục xuất hiện. Và thưa quý vị, tiểu bang đầu tiên của Mỹ kiện Trung Quốc về virus corona là bản tin sau đây. Tại Missouri hôm 21 tháng 2, tiểu bang đầu tiên của Mỹ kiện chính phủ Trung Quốc về cách giải quyết virus corona, gây ra thiệt hại kinh tế rất lớn đối với tiểu bang này. Vụ kiện dân sự đưa ra nhiều cáo buộc đối với Trung Quốc, trong đó tố cáo Bắc Kinh sơ suất khi hành xử virus corona, dẫn tới việc tiểu bang Missouri và các cư dân của tiểu bang này thiệt hại hàng chục tỷ Mỹ kim, đồng thời đòi bồi thường. Người đứng đầu ngành tư pháp của tiểu bang Missouri, ông Eric Schmidt, một đảng viên Cộng hòa, nói rằng chính phủ Trung Quốc đã lừa dối thế giới về sự nguy hiểm và khả năng lây lan của COVID-19, cũng như bịt miệng những người tố cáo và không hành động đủ mạnh để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Ông Schmidt nói, họ phải bị quy trách nhiệm về các hành động của mình. Vụ kiện cũng cáo buộc chính phủ Trung Quốc đã khiến cho đại dịch trở nên tồi tệ hơn khi tích trữ các thiết bị bảo hộ.
Trở lại với các dòng tin về dầu, hàng loạt tàu chở dầu lang thang trên biển. Khi các trung tâm trữ dầu trong đất liền đã đầy ắp, dầu được chuyển lên các tàu neo trên biển và những con tàu này đang không biết phải đi đâu. Các tàu chở dầu đủ để đáp ứng 20% lượng tiêu thụ hàng ngày của thế giới đang tập trung ngoài khơi biển California, theo Bloomberg. Và những con tàu này không có nơi nào để đi. Gần 30 con tàu nằm rải rác từ Long Beach đến vịnh San Francisco, chủ yếu đóng vai trò là kho chứa dầu nổi, khi nhu cầu sử dụng nhiên liệu này giảm mạnh vì đại dịch. Những nhà máy lọc dầu như Marathon Petroleum hay Chevron đã dừng hoạt động nhiều ngày nay. Hơn 20 triệu thùng cũng là mức kỷ lục về lượng dầu thô trôi nổi trên bờ Tây, theo Clearsat, đơn vị theo dõi lưu lượng tàu chở dầu có trụ sở tại Paris, Pháp. Khoảng 3/4 số tàu chở dầu trên thế giới hiện đã trôi trên biển trong nhiều ngày. Và đó là bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ. Sau một phần thông tin thương mại, Hồng Hà sẽ trở lại với quý vị trong phần tin thế giới có các tin chính như sau. Châu Âu đứng đầu về số nạn nhân COVID-19. 5 triệu người sống chen chúc trong những căn hộ chật hẹp ở Pháp.